Quý vị và các bạn thân mến, Tết Nguyên Tiêu hay còn gọi là rằm tháng Giêng là một trong những lễ hội lớn của cộng đồng dân tộc Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay thì lễ hội cũng sẽ được bắt đầu bằng lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân diễn ra vào sáng nay ngày mùng 2 tháng 2, tức là ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão. Quan Thánh Đế Quân tức Quan Công là vị thần có ảnh hưởng đậm nét trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc Hoa nói chung và người Hoa ở Sài Gòn Chợ Lớn nói riêng. Đức ông đại diện cho nghĩa khí, tinh thần chính trực, ngay thẳng. Đây cũng là lần đầu tiên lễ Nghinh Ông được tổ chức. Xuất du là với ông là xuất du để là cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đó, là bởi vì gần trăm năm nay rồi là không có xin ông đi diễu hành, cho nên chúng tôi Hội quán Nghĩa An cũng nhất ý là để tổ chức cái lễ hội này, Nguyên Tiêu này. Sau phần nghi lễ chính được tổ chức ở Hội quán Nghĩa An thì đoàn diễu hành với hơn 300 người đã bắt đầu diễu hành đi qua những trục đường chính ở khu vực quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn là Đức ông sẽ mang đến sự may mắn, bình an và tài lộc cho tất cả mọi người. Rất là quy mô, rất là hoành tráng, và ở khu vực quận 5, quận 11 đây thì có rất là nhiều lễ hội trong xuyên suốt Tết. Năm nào em cũng dành thời gian để tham gia. Rất là hy vọng là cái tinh thần văn hóa này có thể phát triển rộng rãi hơn để những cái người Hoa mà đời sau nữa có thể duy trì được cái nền văn hóa rất là hay ho này, em rất là thích. Tết Nguyên Tiêu của cộng đồng dân tộc Hoa là di sản phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2020. Hàng năm được tổ chức với nhiều hoạt động, nhiều đêm thơ Việt Nam, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật, đã làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.